Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng làm video về bài tập của mình. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng PC6F57 để đếm cách biểu đại hiển thị mã số sinh viên của mình. Sinh viên của mình là 15142081. Đây là phần mô phỏng của mình. Mình sử dụng một con thạch anh, hai cái điện trở, script và ba tập điện, và trên để tự reset, và bên này thì mình có dùng 8 con IC74HC573. Chân thì mình có nối và cái bảy đoạn không? Thấy thì chân là không đấy là vậy. Là mình đi luôn vào lập trình thì mình cũng khai báo mình dùng thực anh hay về mã số sinh viên của mình, rồi mình sẽ chít sân C sân D, rồi dùng for và put và đặc biến đi đây. Mình sẽ mô phỏng luôn. Hiện là sinh viên mình nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe.